Xuân đến trăm hoa nở, xuân đi trăm hoa rơi. Trước mắt đời diễn biến, trên đầu già đến nơi. Đừng nói xuân đi hoa rụng hết, đêm qua sân trước một cành mai. Thi kệ Mãn Giác Thiền Sư. Ngày xuân reo vang tưng bừng trên thế gian, chúng sinh reo mừng đón xuân tươi tràn ngập ánh dương, reo niềm tin muôn hương. Kìa lộc non xinh tươi trên cành, hương đắm say gió đưa thơm lành. Đóa mai vàng nở bên lá xanh, thấp thoáng đưa sau mình. Xuân sang rộn ràng, tiếng muôn trái tim đang nhịp nhàng. Đạo vàng từ bi đời đời soi sáng trên khắp trần gian. Ý xuân thiết tha bên ngàn hoa, ước mơ bốn phương vui tràn hòa. Chào mùa an lạc, chào mùa từ bi sáng câu bình an. Đặt tình yêu thương trong bao lòng, bên khói hương ngút nghi mơ màng. Ngát hương xuân từ bi khắp nơi, ánh xuân tươi muôn đời. Ngày xuân reo vang tưng bừng trên thế gian, chúng sinh reo mừng đón xuân tươi tràn ngập ánh dương, reo niềm tin muôn hương. Kìa lộc non xinh tươi trên cành, hương đắm say gió đưa thơm lành. Đóa mai vàng nở bên lá xanh, thấp thoáng đưa sau mình. Xuân sang rộn ràng, tiếng muôn trái tim đang nhịp nhàng. Đạo vàng từ bi đời đời soi sáng trên khắp trần gian. Ý xuân thiết tha bên ngàn hoa, ước mơ bốn phương vui tràn hòa. Chào mùa an lạc, chào mùa từ bi sáng câu bình an. Đặt tình yêu thương trong bao lòng, bên khói hương ngút nghi mơ màng. Ngát hương xuân từ bi khắp nơi, ánh xuân tươi muôn đời. Xuân sang rộn ràng, tiếng muôn trái tim đang nhịp nhàng. Đạo vàng từ bi đời đời soi sáng trên khắp trần gian. Ý xuân thiết tha bên ngàn hoa, ước mơ bốn phương vui tràn hòa. Chào mùa an lạc, chào mùa từ bi sáng câu bình an. Đặt tình yêu thương trong bao lòng, bên khói hương ngút nghi mơ màng. Ngát hương xuân từ bi khắp nơi, ánh xuân tươi muôn đời. Ngát hương xuân từ bi khắp nơi, ánh xuân tươi muôn đời.
đón gió xuân sang. Hương Tết hòa trong ánh nắng huy hoàng, di lặc ban ân về khắp chốn. Sáng xuân tươi đẹp bao tin vui, đất trời vào xuân có nắng xuân tươi, cây trái nở hoa thơm ngát đất trời, muôn loài hoan ca mừng nắng mới. Đón xuân Di Lặc đón niềm vui, tỏa hương quanh ta chứa tràn niềm tin bao la, thế gian cùng vui reo ca đón mừng mùa xuân mới. Xuân đã về trên quê hương, xuân Di Lặc xuân yêu thương, ban nụ cười vui muôn phương, cất cao lời ca hân hoan chào mừng mùa xuân sang. Hương trầm nhẹ bay theo gió đông đưa, xuân em viếng lễ chùa, thanh tình tâm xuân đẹp mãi mãi. Đón xuân Di Lặc đón niềm vui.
đón gió xuân sang. Hương Tết hòa trong ánh nắng huy hoàng, di lặc bạn ân về khắp chốn. Sắc xuân tươi đẹp bao tin vui, đất trời vào xuân có nắng xuân tươi, cây trái nở hoa thơm ngát đất trời, muôn loài hoan ca mừng nắng mới. Đón xuân Di Lặc đón niềm trên muôn hoa, hoa đẹp tỏa hương quanh ta, chứa tràn niềm tin bao la, thế gian cùng vui reo ca đón mừng mùa xuân mới. Xuân đã về trên quê hương, xuân Di Lặc xuân yêu thương, ban nụ cười vui muôn phương, cất cao lời ca hân hoan chào mừng mùa xuân sang. Hương trầm nhẹ bay theo gió đông, xuân em viếng lễ chùa, thanh tình tâm xuân đẹp mãi mãi. Đón xuân Di Lặc đón niềm vui. Xin kính thỉnh ngài tăng sư cùng quý sư cô và đại chúng niệm Phật cầu gia bế. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta đồng chắp tay. Nam mô xin được trân trọng giới thiệu thành phần tham dự. Chấm dứt
chúng con xin được cung kính giới thiệu đại đức giảng sư Thích Minh Thành, giáo thọ cao tôn. Kế tiếp, chúng con xin được cung kính giới thiệu tỳ kheo Thích Như Hạnh, kiên trì hải hộ, đạo tràng đến từ Vi Bình Sản. Chúng con cũng xin được cung kính giới thiệu sư cô Thích Ngữ Hiền Thuận, trú xứ Thiền Như Phật. Và kế tiếp, chúng con cũng không quên cung kính giới thiệu sư cô Thanh Diệu Pháp Cụ Trì Thiền Như Phật. Kính thưa quý vị, kế tiếp là tôi lời, chúng con xin được giới thiệu về giảng sư Ngọc Hạnh. Đạo tràng Hiền Như Thiền Thất của chúng con hôm nay có đủ phước duyên hân hoan nghênh tiếp vị giảng sư dưới đất trang nghiêm. Chúng con xin được có vài đôi phút giới thiệu về vị giảng sư. Giảng sư qua đây 13 tuần và đã đi tới 37 địa điểm tại Mỹ và 7 địa điểm ở Canada. Ngài đã giảng hơn 100 lần tại hải ngoại trong lần này. Đại đức Thích Minh Thành xuất gia vào năm 1991 tại chùa Phúc Lâm, Đồng Tháp. Năm đó ngài được 17 tuổi. Lúc mới vừa xuất gia, được thầy bổn sư Hòa Thượng Thượng Nhật Hạ Hồng giao cho bốn bộ kinh luận tỳ kheo Sa Di Oai Nghi Quy Sơn Cảnh Sắc chép âm dịch nghĩa là chữ Hán. Kính thưa quý vị, chưa đầy 2 tháng, đại đức đã thuộc lòng 4 bộ luận này. Đến nay đã trải qua 20 năm xuất gia tu đạo, ngài luôn nghiền ngẫm tư duy, quán triệt lời Phật dạy. Với duyên lành thủ thắng, chẳng mấy chốc đại đức đã thông đạo lý của tổ sư, chẳng vì đối cảnh mà sanh tâm, và lý đó là kim chỉ nam khuôn máu cho suốt cuộc đời hành trì xuất gia tu học của chính ngài. Kính thưa quý vị, ngài hiểu được tầm quan trọng để có sự lợi lạc ít nhất là tương đối. Đại đức rốt ráo dày công nghiên cứu không ngừng nghỉ, tập trung lược giải chính yếu vào những bộ kinh luận quan trọng, có hầu chia sẻ và cống hiến đến quý tăng ni Phật tử trưởng dưỡng an lành theo ngài. Đó cũng là cách truyền bá chánh pháp tốt nhất để đền đáp ân đức sâu dày của mười phương chư Phật. Kính thưa đại chúng, chẳng những thế, đại đức đã dịch thuật nhiều kinh sách như, xin nêu một vài kinh điển quan trọng: Bản Phật, Vạn Thiện Đồng Quy Tập, Liên Tông Bảo Giám, Niệm Phật Chi Nam Chỉ Nam, Niệm Phật Cảnh Tịnh Độ Vương Ngữ, Khuyến Tu Tịnh Độ Thiết Yếu, Tịnh Độ Chỉ Quyết, Tịnh Từ Yếu Ngữ. Với thời lực đã có sẵn, ngài tự tiếp tục biên soạn những chủ đề vô vàn giá trị như ý nghĩa niệm Phật, trái tim chánh pháp, yếu chỉ tu hành, xoay chuyển bánh xe pháp, vân vân. Giảng sư đã dạy nhiều trường Phật học tại Sài Gòn, ngài khuyến tấn hành trì pháp môn niệm Phật. Đại đức Thích Minh Thành hiện là vị giảng sư chính thức của chùa Hàn Pháp, huyện Hóc Môn. Kính thưa quý vị, một lần nữa xin quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn khích lệ cũng như xiển dương lý tưởng phục sự đạo pháp của đại đức Thích Minh Thành và chào mừng ngài đến với chúng ta tại Hiền Như Thiền Thất. Nam mô Bát Niệm Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng con xin chuyển lời kính thầy. Thật tự giới thiệu ít, thầy giới thiệu nhiều quá. Như Đà Phật, kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa tất cả quý Phật tử, hôm nay tuy ngoài trời lạnh nhưng mà trong đây rất là ấm áp với cái tình thân
của người Việt chúng ta và ấm áp với cái tình đạo vị. Và tất cả Quỳnh ngồi xuống đi, Minh Thành thấy quý Phật tử ở đạo tràng đây rất là đặc biệt. Là thường thường á, các chỗ khác đến là cũng phải 8-9 giờ, phải không? Nhưng mà đây mới có 6 giờ mấy là tập trung rồi. Chứng tỏ là tinh tấn lắm, phải vậy không? À, mọi người ai ở trên gương mặt cũng tỏ ra một cái nét rất là hoan hỷ, rất là vui vẻ, có nhiều pháp lạc. Xúc động nhất là hôm nay tới đây là tới 10 giờ rưỡi đêm rồi, phải không? Cũng có một số Phật tử Minh Thành nghe được là rất nhiều vị ở lại chờ rất nhiều và chờ lâu quá cho nên rụng bớt. Là khi tới bước vào cổng thì cầm nhiều đó qua dài từ ngoài cổng và là tặng vào tới trong này. Minh Thành cũng xin cảm ơn tấm lòng của tất cả quý Phật tử, từ những cái vị mà chờ đã đi về và những vị chờ ở lại luôn. Xin thưa tất cả quý Phật tử, từ cái ngày mà chúng ta có được cái ngôi tịnh thất ở đây, quý sư cô về đây hướng dẫn quý Phật tử thấy vui nhiều không? Vui. Vui hơn hồi xưa nhiều không? Vui. Thấy có nhẹ nhàng hơn nhiều không? Vui. Thấy có được là thấm nhuần đạo lý hơn hồi trước nhiều không? Vui. Nhiều cỡ bao nhiêu? 70-80% Minh Thành thì chỉ chia sẻ những cái điều rất là thiết thực bình dị với tất cả quý Phật tử. Xin thưa quý vị, chúng ta tu và học đạo lý đó là càng tu thì càng nhẹ nhàng, càng tu thì càng thảnh thơi, càng tu thì mình càng có được cái sự á là an vui và hoan hỷ. Như vậy thì muốn tu để được an nhàn, muốn tu để được thảnh thơi, muốn tu để được hoan hỷ thì mình phải ứng dụng như thế nào? Đó là những cái điều mà chúng ta rất là cần thiết ở trong cái sự hành trì của người Phật tử. Quý Phật tử thấy rằng là như giờ trong cuộc sống thì quý vị có muốn rằng mình được sống lâu, khỏe mạnh, muốn không? Muốn, phải không? Rồi quý vị có muốn mình được là giàu có, muốn không? Không muốn giàu có nhưng mà muốn đầy đủ không? Đầy đủ thì được, muốn phải không? Nhưng mà nói vậy chứ chưa biết làm sao, nhiều khi tới lúc trúng mánh rồi cũng cười như thường. Đầy đủ thì tốt và thì cũng được, nhưng mà giàu thì tốt hơn, quý vị thấy không? Rồi đó, quý vị có muốn gia đình của mình là 100 năm hạnh phúc, đầu bạc răng long, bắp niên dài lão, muốn không? Muốn, phải không? Rồi quý vị có muốn rằng là mình được sáng suốt, mình được thông minh, muốn không? Muốn, phải không? Rồi quý vị có muốn cái lời nói của mình ra mọi người đều tin tưởng, ai nghe cũng vui, cũng thích, muốn không? Quý vị thấy những cái điều đó quý vị muốn hết, phải không? Nhưng mà quý vị có biết rằng muốn được những điều đó phải làm gì, quý vị biết không? Phải tu. Tu làm sao? Chuyển tâm, thay đổi. Cái giới thứ nhất là giúp cho mình sống lâu, khỏe mạnh, không sát sanh. Phải không? Là cái nhân. Mà muốn được cái quả thì chúng ta phải giữ gìn cái nhân, phải không? Thì như vậy đó, rồi đó, không trộm cắp mà còn biết bố thí, giúp đỡ người nghèo khó nữa, hộ trì tam bảo nữa, thì mình được đó, đầy đủ giàu sang. Rồi đó, mình không có đi lối tẻ, không có phạm cái giới tà dâm,
mà mình giữ gìn hạnh phúc gia đình, rồi biết tu học theo cái giáo pháp thanh tịnh niệm Phật nữa, thì như vậy gia đình của mình an vui hạnh phúc. À, rồi á, mình không có nói dối mà nói lời chân thật thì tự nhiên có uy tín, mọi người tin tưởng. Rồi mà chúng ta không có sử dụng những cái chất làm cho mình sai xưa mê muội, mà mình học chánh pháp nữa thì cái trí của mình sáng. Thì như vậy thì kết quả thì muốn ai cũng muốn hết, nhưng mà cái nhân của nó năm giới đó có nhớ nhiều không? Con trai tháng được mấy ngày? Có ăn cho trường cho tay không thôi? Ăn cho trường 1, 2, 3, 4, 5. Chứ cô chủ trì cũng dơ luôn đó. Chứ cô không dơ là mệt à. Vậy vậy được 5 5 người rồi mấy người 1 tháng được chừng nữa. Rồi 1 tháng ăn được 10 ngày. Được mấy người? Em quê 4-5 người nữa. Rồi bình thường là 1 tháng mình ăn được khoảng mấy ngày? 4 ngày không? 4 ngày 2 ngày. Còn không có ngày nào hết. Bữa nào vô chùa thì ăn. Đó, cho nên quý vị thấy là Đức Phật muốn là giúp cho mình được hạnh phúc, muốn giúp cho mình được là đầy đủ, muốn giúp cho mình được khỏe mạnh, muốn giúp cho mình được sống lâu, muốn cho mình được đầy đủ những cái điều kiện căn bản của cuộc sống kiếp người. Cho nên mới bước vào đó và khuyến tấn mình năm cái điều bảo vệ hạnh phúc. Đó là cái điều mà rất là căn bản. Và bước thêm một cái bước nữa, tiến sâu sắc thêm nữa, thì chúng ta phải để ý trong cái thời khóa, quý vị có tụng kinh nhiều không? Có tụng kinh không? Tụng kinh gì? Tụng kinh gì? Thường thường chùa mình tụng kinh gì? Pháp Hoa. Giỏi dữ vậy đó nha. Pháp Hoa. Ngoài ra còn tụng gì nữa? Kinh Dược Sư. Chuyện này chuyện kia phải không? Rồi nói chuyện đông chuyện tây, rồi cái lọt qua cái phải quấy, đúng sai hay dở. Lúc chúng ta ngồi vào và tụng cái lời kinh á, như vậy là cái miệng của mình được thanh tịnh, cái thân của mình được trang nghiêm, phải không? Cái ý của mình á là chuyên nhất vào cái lời kinh, thì ngay lúc đó là ba nghiệp của mình được thanh tịnh. Và ba nghiệp đều thanh tịnh thì cùng với Phật qua Tây Phương. Quý vị có muốn qua Tây Phương không? Muốn không? Nhưng mà chúng ta để ý rằng khi mình tụng kinh á, thì nó lợi ích ngay cái lúc mình ngồi đó mình tụng. Nhưng mà khi mình trở ra rồi thì lúc đó cái tâm của mình còn nhiếp niệm thanh tịnh giống lúc tụng kinh nữa không? Lúc đó là hơi khó rồi. Và vô nghe với thầy giảng là vô thường, tạm bợ, giả dối, không có thiệt, phải không? Thì nghe cũng hiểu vậy đó, thấy cũng muốn buông xả để tu, nhưng mà trở ra ai nói những câu tức, lúc đó là sao? Có kèm được không? Có kèm được không? Thấy ngộ khó, phải không? Cho nên bây giờ Minh Thành muốn với Phật tử là vận dụng cái sự tu học vào trong mọi lúc, mọi nơi, chứ không phải đợi tới lên tụng kinh mình mới có an lạc. Mà thậm chí mà mình không khéo đó, thì ngay cái lúc tụng kinh có khi mình làm giống như là làm cho xong vậy đó, cũng như là vì phải làm cho nên làm, chứ chưa có thấy hạnh phúc, chưa có thấy thích thú, chưa có thấy đam mê trong sự tụng kinh. Là từ đâu chúng ta có thể thấy được? Bước lên tụng lia tụng lẹ, tụng lia tụng lẹ cho tới chừng xong, bước xuống cái bởi nó chàng nó xong rồi. Thế là tụng xong rồi, quý vị thấy không? Hoặc là sám hối nửa tháng lại lần, nó mặc áo tràng vô Nam Mô Phổ Quang Phật bon lại xuống, Nam Mô Phổ Minh Phật bon lại xuống, Nam Mô Phổ Tịnh Phật bon lại lia lẻ hết trơn. Cái chừng xong bước ra khỏi áo tràng ra, thấy không? Không biết đứng đầu nữa. Tại vì lại lẻ lẻ cho xong thôi, phải không? Thì như vậy á, mình phải để ý làm sao mà chúng ta tu mà ngay cái lúc tụng, ngay cái lúc niệm, ngay cái lúc lại mình thấy thật là hạnh phúc, thật là thích thú. Thích thú giống như gì?
giống như cái lúc mà quay gì làm tới cuối tuần hoặc tháng mà lãng lương không có cái mặt này làm sao hớn hở phải không? Rồi lúc được người ta mời đi ăn nhà hàng lúc đó làm sao vui vẻ phải không? Rồi lúc mà được đi du lịch thì lúc đó làm sao phơi phới phải không? Nôn nao phải không? Chưa đi mà ngủ không được rồi chuẩn bị đồ sẵn mấy bữa à quý vị thấy chưa? Thì như vậy mình thành muốn quý vị khi mặc áo tràng bước lên chánh điện thì mình cũng vui thích thú giống như mình được lãnh tiền vậy đó. Giống như được mời ra nhà hàng, được đi du lịch vậy đó. Tại sao? Tại vì cái giờ phút mình tu rất là thiêng liêng, rất là quý báu. Bây giờ quý vị đang ngồi đây, hàng triệu triệu người trên thế giới mong muốn mà không được, thậm chí cũng không biết cái giá trị của nó để mà mong muốn. Giờ mình thành hỏi quý vị thành thật khai báo nha. Nha, thành thật khai báo. Giờ một cuộc đời của mình 60-70 năm, mình ngủ hết 70 năm. Ngủ hết 20 năm, phải không? À, rồi quý vị đó là nào là nấu nướng, nào là ăn, phải không? Nào là tắm giặt, nào là đi shopping, phải không? Nào là đó là lo sửa sắc đẹp, phải không? Rồi tâm sự đời cô lựu, phải không? Rồi ra tin tức này kia xem TV này đó là mất chừng bao nhiêu năm nữa? Bao nhiêu nữa? À, như vậy là khoảng thêm hết là 30+ năm rồi, phải không? Rồi còn đi làm thì còn bao nhiêu năm? Đi làm chừng bao nhiêu năm nữa? 20 năm nữa vậy còn nhiêu năm? Hết trời rồi. À, thì như vậy thì không lẽ giờ mình sanh ra ăn, chơi, ngủ, chết. Thì thấy không? Thì như vậy thì những cái giờ phút mình ngồi trước bàn Phật lặng lẽ, phải không? Từng câu kinh mình chú tâm mình đọc, từng cái danh hiệu Phật mình nhiếp mình niệm, rồi từng cái lại mình chí thành cung kính đó, những cái lúc đó là giờ phút mà mình sống như chính mình. Còn những giờ phút kia thì mình thấy rằng là bây giờ mình làm lụng vất vả, nhưng mà nhiều khi suốt cuộc đời của mình rồi cuối cùng mình đem theo mấy cái đó được không? Được không? À, nhưng mà cái tâm thanh tịnh niệm Phật, cái trí sáng mà quý vị nhận rõ được chân lý ở trong giáo pháp, cái đó không có. Chính vì thế mà mình hiểu được cái ý nghĩa, cái giá trị đó, thì cái giờ tu của mình là giờ thiêng liêng, cái giờ tu của mình là giờ quý báu, cái giờ tu của mình còn hơn châu ngọc, không có gì so sánh được hết. Mình thấy được cái giá trị, mình thấy được cái ý nghĩa nó, thì mình tu mình rất hân hoan, rất là thích thú. Xin thưa quý Phật tử, thì trên thế giới là hơn 5 tỷ người, mà được bao nhiêu người ngồi ở trong đạo tràng để mà lắng lặng nghe pháp để tụng kinh, được bao nhiêu người? Xin quý vị này thông minh giỏi lắm, giỏi dữ lắm, nghe khen ví dụ tai liền, khen mình là thấy khoái liền. Cho nên quý vị thấy rằng mình rất là phước báo, rất có nhân duyên, mình đã rất là được cái sự là thù thắng ở trong Phật pháp. Chính vì thế mà mình quý cái nhân duyên, mình trọng cái nhân duyên, mình tiếc cái nhân duyên, rồi mình tạo thêm cái nhân duyên và mình giữ cái nhân duyên đó để mình phát triển thêm cái duyên lành của mình. Còn nếu không á thì mình sẽ chạy, mình chạy giống như là có một cái ông tướng quân nọ bị đánh trận. Sau khi ông đánh thắng trận trở về, nhà vua ban cho ông một cái đặc ân, ban cho ông đặc ân rất là đặc biệt là ông cứ leo lên ngựa ông phóng, ông cứ việc phóng, ông phóng bất kể ông phóng tới đâu thì nhà vua sẽ ban đất cho ông đến đó. Thì thấy gì là cái cơ hội này là trăm năm mới có một lần, đâu phải chuyện bình thường. Cho nên ông leo lên ngựa, bắt đầu là ông phi nước đại, ông phóng ngày phóng đêm, bỏ ăn bỏ ngủ bỏ nghỉ, hết ngày tới đêm, hết đêm tới ngày, tranh thủ đang có đất mà, hết ngày tới đêm phóng riết, cuối cùng người ngựa ngã quỵ xuống và ông thở phìu vào: bây giờ ta không cần nhiều đất nữa, chỉ cần miếng bề ngang thước, bề dài hai thước thôi. Thật
thử cái miếng về ngang thước bị dài hai thước nó làm gì không? Chôn hả? Rằng quá ha. Vậy thấy không? À, mà mình cười cái âm đó là lâu lâu mình có giống ẩm không? Có thầy ơi, cái con tranh thủ thêm, làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm, overtime, nói thêm chút đỉnh. Vậy thấy không? Rồi cứ việc mà tranh thủ mà chạy, cuối cùng là lọt xuống trúng một cái hố. Bài ngang thước, bài dài hai thước. Còn nếu không được thủ để nó tủ. Biết thủ đó không? À, thủ cỡ này thôi. Như thế chưa? Thì như vậy thì á, nếu mà mình không biết tu thì á, có gì để ý coi được bao lâu thời gian mình dừng lại. Cho nên những cái giờ phút quý vị mà ngồi tu lắng lặng ở trong đạo tràng như vậy vô cùng quý báu. Giờ mình thà hỏi Phật tử là bây giờ mình muốn nhìn cái gì rõ đó mà mình chạy trên phi quay đường cao tốc dù dù mình có nhìn thấy rõ không? Không. À, mình muốn thấy rõ phải làm sao? Chạy chậm từ từ cũng chưa rõ nữa. Dừng lại mà dừng lại ngồi trong xe nhìn cũng chưa rõ nữa. Xuống xe mà xuống xe đứng xa xa cũng nhìn chưa rõ nữa. Lại gần. Mà lại gần mà chưa có tiếp xúc cũng chưa biết. Nhiều khi nhìn thấy đẹp nhưng mà bóc vô là qua giả, qua bằng mẫu. Vậy thấy không? Cho nên có một Phật tử đưa Minh Thành đi ở ngoài siêu thị, ngoài chợ. Phật tử này rất là thích hoa, thích bông. Khi mà đi bước tới cái chỗ đó, nguyên cái chỗ đó bán bông rất là nhiều, rất đẹp. Phật tử này la lên, ô đẹp quá, nhào tới. Mới nhào tới cái lấy cái tay tiếp xúc vô sư hoa, cái cầm những cái quăng của thôi thầy ơi đi rồi đồ dởm có hồng mũ không à? À thì Minh Thành nghe tới hai cái chữ đồ dởm nó cái quát nhiên đại ngộ. Tại vì đó nhìn xa xa xem mới đẹp nhưng mà lại gần ho mạnh lọt cái hàm răng giả ra món sọ bây giờ theo đồ dởm không à? À thành ra đó. Cho nên đó là đạo Phật dạy chúng ta là sao, là cái gì đó là mình phải dừng lại chậm chậm từ từ mới nhìn kỹ. Mà muốn dừng lại thì thắng phải ăn. Thắng quý vị có ăn không? Thắng ăn không? Lâu lâu có bị tuột thắng không? Thắng ở trong tâm của mình á. Không có gì thấy chưa? À, nghe Phật dạy là phải nhẫn nhục nha, phải nhún nhường, phải nhịn nha. Nhưng mà nghe câu thứ nhất rồi á, gán bền xuống Nam Mô Di Đà Phật. Phải không? Làm thêm lần thứ hai nữa, Nam Mô Phật A Di Đà, gán bền xuống. Làm thêm lần thứ ba nữa, nhất quá tam. Kèm không nổi thì sao? Trụ đạn nổ. Được thấy chưa? À, cho nên quý vị để ý á, cái người mà biết tu nó khác với cái người không biết tu. Cái người không biết tu thì sao? Người không biết tu là chuyện bé, nó xé ra to. Chuyện to nó làm ra bự. Chuyện bự nó làm ra đại sự. Đại sự xong nó tới hình sự. Còn cái người không biết tu. Còn nếu mà cái người biết tu thì là chuyện lớn quá thành nhỏ, chuyện nhỏ quá thành không. À thì như vậy đó, không thì nó nhẹ nhàng, nó an lạc. À không thì nó thảnh thơi. Như vậy thì á, quý vị á, để ý là chúng ta nó phải có những giây phút dừng lại. Cho nên những giờ phút mình đến chùa, à những cái giờ phút á mà chúng ta hành trì là những giờ phút quý vị nhìn lại, à, dừng lại rồi nhìn mới kỹ. Dừng lại rồi nhìn mới kỹ. À hôm nay quý vị nhìn kỹ chưa? Kể. Nhìn kỹ chưa? Kỹ. Em nghe hết. Kỹ 50%. À, tại sao? Mình nhìn kỹ mình mới thấy nó là đồ dởm, mới thấy nó không thiệt. Chứ nếu mà mình tưởng nó đồ xịn, nếu mình tưởng nó đồ xịn thì á, mình sẽ tham. Tham thì mình sẽ muốn. Muốn thì mình sẽ chạy. Chạy mình sẽ kiếm. Kiếm mình sẽ tìm. Tìm thì nó mệt. Mệt thì nhọc. Nhọc thì nhằn. Nhằn thì nó nhăn, nhăn thì nó nhó, nhó thì nó cực, cực thì nó khổ. Vì vậy là cực khổ. Mà mình không biết tu là mình cực khổ hoài, tại vì mình chạy hoài theo cái tham muốn á. Cái dụng lạc đó nó chạy hoài, chạy giết rồi nó mệt chứ sao, nó cực nhọc. Bây giờ nếu như mà mình dừng lại, mình nghe Pháp, mình thấy rõ đó, cái mạng sống này vô thường, mong manh, tạm bợ, không thiệt, phải không? À, mọi thứ nó tương đối thôi.
thì vậy mà chúng ta mới tạm bớt lại, mà khi mà mình thấy rõ nó là đồ dởm không thể ăn rồi, thì khi mình thấy nó đồ dởm rồi thì mình đâu có tham, ông tham thì đâu có muốn, ông muốn thì đâu có chạy, ông chạy thì đâu có tiền, ông tiền thì đâu có kiếm, ông kiếm thì không có cợt, ông cợt thì không có nhọc, ông nhọc thì không có nhà, ông nhà thì không có nhăn, ông nhăn thì không có nhó, phải không? Không nhăn nhó không cực khổ thì tức là cực lạ, vì thế chưa? Ngay trong một câu A Di Đà Phật đó làm cho tâm của mình dừng lại, thấy rõ sự thật. Ngay chỗ đó, cái tịnh độ, cái sự an lạc mà Đức Phật A Di Đà cho mình á, từng câu Phật hiệu, từng bước chân. Chứ không phải rằng nó đợi mình lên cái chánh điện mình mới tu, nhưng mà quý Phật tử mới là phải có thời khóa hẳn hòi. Chứ không phải rằng là sáng cái gì đồng hồ dặn reng reng, chính mình dặn hẹn giờ nha, chính mình hẹn giờ 5 giờ hay 4 giờ gì đó ha, 6 giờ gì đó, reng 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 thức khuya, hôm thức khuya thôi đứng chút xíu nữa đi, đứng xong rồi nó khét khét tới sáng bát luôn, cái gì thấy không? Cho nên là tự chúng ta phải là nỗ lực, tự mình phải là siêng năng tinh tấn để mà mình hành trì. Chứ còn quý thầy quý cô lâu lâu đến nhắc thôi, nhưng mà chính mình phải nhắc mình, mình có nhắc mình nhiều không? Nghe cho mẹ không? Mình nhắc mình sao? Mình nhắc mình đó là sáng sớm mình thức dậy mình ngắm cái gương, nó soi gương để nhìn cái mặt móc của mình, vậy thấy không? Thì quý vị thấy tóc bắt đầu nó bạc rồi, nó điểm đã điểm muối tiêu qua râm rồi, thì mình thấy nó là sắp sửa tới rồi đó, lá bên đây là chuyển qua màu vàng chưa, mùa thu chưa, thu rồi phải không? Rồi đó, thu xong rồi tới gì? Tới đông, đông rồi thì sao? Thì nó rụng. Bây giờ một ngày của mình là sáng nè, trưa rồi chiều tối, phải không? Một năm của mình thì có xuân hạ thu đông, rồi đó, con người của mình sanh già bệnh chết, thoáng mắt ngây thơ thoáng đẩy đà, tai bồng tai bế kế xuôi da, da nhăn tóc bạc rồi răng rụng, đám bệnh cầu an đám tống ma. Cả một cuộc đời của mình, người xưa gom lại có bốn câu thôi: thoáng mắt ngây thơ thoáng đẩy đà, mới thấy ngây thơ đó, giờ nhìn chớp mắt một cái thấy sắp sửa có gia đình được rồi, rồi mới vừa chớp mắt có gia đình cái tai bồng tai bế kế xuôi da, tay bên đây bồng, tay bên kia bế hai bà đứa rồi chớp mắt một cái nó làm xuôi làm da, rồi xong á da nhăn tóc bạc rồi răng rụng, rồi sao nữa, đám bệnh cầu an đám tóc ma, bệnh bác sĩ chạy rồi rước mấy thầy lại tụng phổ môn ăn cho cầu an, mà nếu an được tốt, nếu không an tụng Di Đà cầu siêu luôn, có nhìn thấy không? Đám bệnh cầu an đám tóc ma, cho nên á chúng ta tu á là phải nhìn sâu sắc về cái cuộc sống của con người, vô thường biến đổi rất là mau chóng. Vì vậy thì làm sao mình sống như thế nào mà có ý nghĩa, sống thế nào mà có giá trị, sống như thế nào có lợi ích cho mình và cho người. Vì vậy thì cái sự tu tập của chúng ta nó càng ngày đó, thì chúng ta phải càng á là để cái tâm vào sự tu tập. Để tâm vào sự tu tập thì cái phương pháp tu đơn giản nhất, dễ dàng nhất, để cho mọi lúc mọi nơi chúng ta hành trì đó là cái phương pháp niệm Phật. Quý vị có nhớ niệm Phật nhiều chưa? Nhớ được nhiều chưa? Nhiều chừng bao nhiêu? Có một Phật tử là ứng dụng cái phương pháp niệm Phật cũng rất là siêng năng, tức là Phật tử này phối hợp cái câu niệm Phật và bước chân. Cứ một bước A Di, một bước là Đà Phật, một bước A Di, một bước Đà Phật. Thì như vậy đó là Phật tử này niệm rất là chuyên cần, rất là siêng năng.
mà gặp bên thành đó thưa thầy, con tìm được một cách niệm Phật, mỗi một bước chân con làm cái câu gì là Phật vô, cho nên đó là con nhớ niệm thường dữ lắm. Nhưng mà có một điều là con xin thưa thiệt với thầy là mỗi khi con đứng lại cái con quên, hãy bước rồi con nhớ, bước ai đi bước đạp Phật, bất cứ lúc nào bước rồi nó quen nhớ luôn, mà đứng lại con quên rồi. Bây giờ thầy có cái cách nào để mình giới thiệu giúp cho con để con nhớ luôn mà. Thì Minh Thành mới nói bây giờ Minh Thành á chia sẻ Phật tử phương pháp đơn giản lắm, là khi mình hít vô thì mình niệm thầm là A Di, cái hơi thở mình vào đó mình nhận biết hơi thở vào, mình lầm cái chữ A Di vô, cái lúc hơi thở của mình ra thì mình lầm chữ Đà Phật vô, thì hít vào niệm thầm A Di, thở ra mình niệm thầm Đà Phật nhẹ nhàng trong từng hơi thở thôi. Vì Phật tử đã ứng dụng thời gian cái còn báo cho thầy hay một tin mừng. Có tin mừng sao? Là bởi vì lúc trước đó là mỗi khi con đi có lúc con dừng lại, nhưng mà bây giờ thở không lúc nào con dám ngừng hết trơn thầy. Con thầm mấy giỏi ngon ngừng thử đi. Cái dạng ngừng chết sao thầy? Cho nên bây giờ là mỗi khi con thở là con niệm Phật, giờ quen luôn, muốn quên cũng khó quên nữa. Tức là tự động automatic luôn, phải không? Cứ vào là A Di, cứ hơi thở nó vô là A Di, hơi thở ra Đà Phật. Mà không những nhiếp cái tâm yên định, mà còn cái trí sáng thấy rõ cái mạng sống này mong manh trong từng hơi thở nữa. Tại vì mình nghe kinh, mình xem đĩa, mình nghe giảng nhân dân là cái đó nghe xong rồi đó là qua rồi thôi, mình quên. Nhưng mà chính mình làm, chính mình thấy rõ cái hơi thở của mình thì cái đó đâu có quên được. Và nó biên tập được trở thành cái trí huệ, và tham sân si phiền não tự nhiên nó giảm bớt. Rồi cái sự an lạc nhẹ nhàng thảnh thơi tự nhiên đó, nó tăng trưởng. Và bao nhiêu những cái căng thẳng, những cái áp lực, những cái lo lắng sợ hãi chỉ vài hơi thở trong cái danh hiệu niệm Phật thôi, lập tức nhẹ nhàng, lập tức được tan biến những cái căng thẳng, những cái lo lắng và những buồn phiền, rất là dễ để ứng dụng. Bây giờ Minh Thành hỏi thì quý Phật tử trả lời thành thật cho Minh Thành nghe nha. Quý vị đi có thở không? Lúc đi có thở không? Đứng có thở không? Ngồi có thở không? Nằm có thở không? Rảnh có thở không? Bệnh có thở không? Có cái nào nói thầy ơi con bệnh quá con nghỉ thở thôi, không có hả? Nói bệnh quá con bệnh con mệt quá bệnh không kịp thở, không ai nói bệnh nghỉ thở hết trơn á. Vì vậy thì cái phương pháp Minh Thành nó chia sẻ cho quý Phật tử là rất là đơn giản, tự nhiên thôi. Thì quý vị nhìn ra thử coi, đen cũng thở mà trắng cũng thở, mập cũng thở mà ốm cũng thở, già cũng thở mà trẻ cũng thở, xấu cũng thở mà đẹp cũng thở, giàu cũng thở mà nghèo cũng thở, già cũng thở mà trẻ cũng thở, hoa hậu cũng thở mà đi cả họ cũng thở, thì đâu có ai không thở. Quý vị thấy không? Chỉ cần mình nhận biết mình đang thở, lòng với câu A Di Đà Phật đó vô, thì như vậy thì có ai ngồi đây thở không được giơ tay lên, thở không được giơ tay, ai cũng thở được hết trơn hả? Như vậy thì đâu có thầy ơi, tu khó, tu đâu có khó. Bây giờ cứ lòng chỉ A Di Đà Phật vô hơi thở thôi, thở mà có gì đâu không được. Nhưng mà có cái điều là gì, mình thở mấy chục năm rồi nhưng mà mình chưa từng nhớ biết mình thở. Cái chỗ này mới là cái chỗ sâu sắc. Bây giờ thấy tại gì không? Một ngày 24 tiếng đồng hồ có khi nào mình nhớ mình thở không? Không có nhớ. Nhưng mà chuyện đông, chuyện tây, tin tức, thời sự, quốc tế, bao nhiêu sự việc là mình nắm rành hết trơn. Thậm chí là tôi đi guốc trong bụng bà hết trơn, bà đi guốc hết trơn rồi. Hiểu hóa tánh tình ra mình biết hết. Nhưng mà cái quan trọng nhất mình đang làm mình không biết. Cái đó Đức Phật gọi là mê lầm, đó Đức Phật gọi là lãng quên, đó Đức Phật gọi là mình á vô minh. Tại sao? Tại vì cái rất quan trọng trong từng giây từng phút mình đang làm, không làm là chết liền, mình không nhớ. Thì bây giờ nói là cái chánh niệm tỉnh giác tu tập là gì, là đem cái tâm của mình, cái tâm mà phóng chạy tưởng mơ á, ảo quyền của mình á, trở về cái giây phút hiện tại để mình nhận biết mình đang làm cái gì. Điều đó đó là để giúp cho chúng ta đó nhẹ nhàng và an lạc trong mọi lúc mọi nơi. Thì như vậy thì quý vị á, bây giờ Minh Thành chia sẻ quý vị một cái phương pháp quý vị ứng dụng. Lúc nào mình lên chánh điện được thì mình tu, lúc nào đến chùa được á thì mình hành trì.
nhưng mà bất cứ mọi lúc mọi nơi mình cũng đều tu mót được. Thấy không? Tu mót được. Tu mót như thế nào? Mình sắc khoai tây cà rốt, sắc một sắc a di, sắc một sắc thứ hai đà phật. Lặt rau phải không? Lặt một cái a di, phải không? Ngắt một cái thứ hai là đà phật. Phải không? Rồi mình quét nhà, mình quét một cái là a di, quét cái thứ hai là đà phật. Rồi đó, thậm chí mình đó là bao nhiêu cái công việc rửa chén quay một vòng là a di, quay vòng thứ hai là đà phật. Rồi đó, hít thở, hít một hít là a di, phải không? Thở một cái thở thứ hai là đà phật. Cứ vậy, mỗi nhất cử nhất động trong mọi lúc mọi nơi của gì đều có thể thực hành, đều có thể đó giúp cho mình đó xóa tan những cái căng thẳng lo lắng và sợ hãi. Thì vì quý vị thấy là thở đó có dễ không, dễ thở không? Đừng nói khó này nha, không à, cái chỗ đó là cái chỗ cốt lõi của cái công phu tu tập. Quý vị cứ việc ứng dụng thử thì quý vị sẽ thấy được á, không những là nó trị cái bệnh thân mà còn trị bệnh tâm. À, có rất nhiều quý Phật tử bệnh cao huyết áp, thậm chí có những chứng bệnh nan y mà bác sĩ chạy. À, là con Phật tử bên đây á, là định là về Việt Nam á, là coi như là giảng sanh bên đó luôn á. Nhưng mà khi mà ngồi máy bay đó là nhiếp niệm từng hơi thở, hít thở niệm Phật. Khi trở về khám lại bác sĩ á, thì là bác sĩ mới giữ mình hồi uống thuốc gì đó, uống thuốc A Di Đà Phật nè, thì vậy bớt hơn phân nửa và khỏe trở lại. Rồi là có Phật tử ở ngoài miền Bắc đó cũng bị cao huyết áp, bị nhiều chứng bệnh nữa, nhưng mà từ khi ứng dụng cái phương pháp hít thở niệm Phật rồi đó thì là khỏe lại rất nhiều và bệnh nó bớt, thậm chí là hết bệnh. Cho nên á, rồi có nhiều Phật tử là nghe pháp tu học 20-30 năm, kinh nào cũng biết, bộ nào cũng có nghe giảng, thầy nào thuyết cũng có đem băng, đem sách về để mà nghiên cứu hết. Nhưng mà sao thấy tham sân si thường nào không có bớt, mà cũng còn khổ, khổ hoài. Thì Phật tử mình mới tha thiết để mà tìm kiếm cái phương pháp tu hành và cuối cùng ứng dụng được cái phương pháp hít thở niệm Phật á. Thì sao này Phật tử tâm sự từ thầy bây giờ đó, tham sân si tự nhiên vơi mỏng, rất nhẹ nhàng. Tại sao vậy? Bởi vì cái câu A Di Đà Phật nó lòng luôn theo trong hơi thở đó, thì lúc nào cũng thở cho nên nhớ, dễ nhớ. À, và đó là do thấy được cái long manh của hơi thở này cho nên những cái cố chấp, những cái nóng giận, những cái buồn phiền sợ hãi nó buông xuống rất là nhẹ nhàng. Thì đó là cái hiệu quả của cái sự tu tập. Thì Minh Thành cũng mong rằng tất cả quý Phật tử có thể tập, thực tập từ từ. Cái người nào mà có thể thực tập được trong hơi thở thì thực tập, còn người nào không có quen với hơi thở thì mình phối hợp trong động tác, như nãy Minh Thành nói đó, phối hợp trong động tác để mà chúng ta tu. Thì như vậy là quý vị đem cái Phật pháp vào trong cuộc sống, vào trong gia đình của mình, vào trong sinh hoạt của mình. Và có một điều nữa mà Minh Thành đã nhắc với Phật tử là nhiều khi mình đi nghe pháp, mình đi tập suốt một ngày rồi mình trở về, mình mở cửa, mình bước vô nhà, mà nếu như mình bước vô nhà mà cái mặt mình quặp xuống, mà sáng giờ tu mệt rồi nghe, thấy vậy có ai dám tu theo mình không? Không, chắc không dám tu theo bà đâu, chắc tôi không dám tu theo bà. Với Phật tử thấy không, mình tu về là gương mặt của mình quan hỷ, gương mặt của mình nhẹ nhàng, gương mặt của mình an lạc. Càng tu thì càng thấy hạnh phúc, phải không? Càng thấy được sự thảnh thơi. Tại sao vậy? Tại vì mình niệm Phật, Phật là từ bi, cho nên càng niệm thì tình thương của mình càng lớn. Phật là hỷ xả, phải không? Là buông bỏ, là quan hỷ, cho nên càng niệm Phật thì tâm của mình càng bao dung tha thứ. Có tha thứ được nhiều chưa? Tha thứ, đừng tha thứ ai xa, mấy người ở gần nhất trong nhà mình á. Có tha thứ được chưa? Em ra chưa nè? Đừng nói rằng là Đừng nói rằng là con thưa thiệt cái thầy nhà ở ngoài, ai con cũng thông cảm tha thứ được hết trơn á, thấy không? Nhưng mà ổng là con không tha thứ được. Đừng nói vậy à, quý vị thấy không? Mình tu thì những người gần nhất của mình á là sẽ được á cảm nhận được cái giá trị cũng như cái lợi ích của cái sự tu. À, mình càng niệm Phật á, thì cái tâm của mình á càng tỏa sáng, bởi vì Phật là trí huệ. Mình càng niệm Phật á
thì mình càng siêng năng tinh tấn lên, tại vì Phật là đại hùng đại lực. Mình càng niệm Phật thì cái lòng thương của mình càng mở rộng ra để mà giúp đỡ cho tất cả mọi người, thì đó là cái ý nghĩa cũng như là cái giá trị của cái sự tu tập của Phật tử chúng ta. Bình Thành chia sẻ với Phật tử tới đây. Quý Phật tử có muốn hỏi những câu hỏi gì, thắc mắc hay là nghi vấn trong cái bước đường tu học không? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, có câu hỏi nào thì xin chúng ta hãy đưa tay vào mạch giác đặt câu hỏi tới với giảng sư A Di Đà Phật. Mới nghe có chưa đại tiếng hồ mà ngộ hết trơn. Thưa thầy, con có câu hỏi. Thưa thầy, thầy có thể giảng nghĩa rõ ràng về hai chữ Nam mô. Có một Phật tử hỏi về ý nghĩa của cái chữ Nam mô. Thì Nam mô ở đây đó là trong kinh sách giải thích rất là nhiều cái ý nghĩa, nhưng cái ý nghĩa chính đó, tức là quy mạng. Chỗ này rất là quan trọng. Câu hỏi Phật tử đơn giản nhưng mà cái nghĩa rất là quan trọng. Quy mạng. Khi mà chúng ta đọc cái bài sám, cái bài mà trước khi mình niệm Phật có cái câu là quy mạng lễ A Di Đà Phật ở phương Tây thế giới an lành á, thì cái chữ quy mạng đó là dịch ra cái từ Nam mô. Cái gì quy mạng nghĩa là sao? Quy là quay về, cái mạng là sinh mạng, đem cả sinh mạng của mình quay về nương tựa với Tam Bảo, quay về nương tựa với Phật Pháp Tăng, quay về nương tựa với Đức Phật A Di Đà. Như vậy thì quý Phật tử có đem cả sinh mạng của mình để quay về nương tựa với Tam Bảo chưa? Nó nhỏ nhỏ. Là như vậy là sao? Niệm Phật phải niệm bằng trái tim, niệm Phật phải niệm bằng cả tấm lòng, niệm Phật phải niệm bằng cả cái chí cùng chí kính. Và tụng kinh cũng vậy đó, chú tâm, thấy không, lắng động tinh thần, chứ không phải đang dở dở kinh đọc, nghe ai mở cửa quay lại dòm có ai vô à, thấy không, hoặc nghe chó sủa hay mèo kêu gì quay qua liếc liếc coi có chuyện gì không, thì vậy đó, mình chưa có đem hết cả cái tâm của mình để nhiếp niệm, để đọc tụng. Cho nên khi chúng ta tu, quý vị nhớ đó, là mỗi khi kinh hành, niệm Phật, trì chú, nghe Pháp, ngồi tĩnh lặng vân vân, đều tu bằng cả trái tim của mình, đem cả sinh mạng của mình để quay về thực hành. Đó gọi là quy mạng, đó là ý nghĩa của chữ Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Dạ thưa thầy, con hỏi con thấy cái tượng Phật A Di Lặc ở hôm trước đó, sư cô giới thiệu đó là Phật, vị Phật của tương lai. Sẵn hôm nay có thầy đây, con xin thầy nói thêm về Phật tương lai là Phật sao. Vậy nếu mà có Phật tương lai vậy thì Phật hiện tại là Phật nào, mà Phật quá khứ là Phật nào? Với lại là con thấy có 4-6 cái bé bu xung quanh cái Phật A Di Lặc. Sư cô giới thiệu là tai, mắt, mũi, lưỡi, thân, ý. Thì sẵn thầy đây xin thầy nói rõ thêm là sao, con thật sự không có hiểu. Phật tử hỏi câu hỏi cũng rất là thực tế. Khi chúng ta bước vào cổng chùa thì quý vị liền thấy được là Bồ Tát Di Lặc hoặc là Phật Di Lặc cũng được, chứ không có chữ A Di Lặc thôi. Thì Ngài Di Lặc là quý vị thấy là khi bước vào nhìn thấy cái miệng của Ngài đó, mình cứ vui lên thêm không? Đang giận, đang bực, đang quạo, ai bước vô cổng nhìn thấy cái miệng ta tát được cái bụng phệ ra, lại sáng cái thấy hoan hỷ, phải không? Thấy nhẹ nhàng, nó rơi rụng những cái buồn lo, những cái là nặng nhọc, những cái căng thẳng ở trong gia đình. Thì Ngài luôn luôn đem cái sự hoan hỷ đến cho mọi người, tại vì Ngài tu cái hạnh rất là đặc biệt. Bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung.
xả, xả những điều khó xả ở thế gian. Đó là hai cái câu mà khen ngợi Ngài. Cái bụng của Ngài bự, bụng lớn, à, hay dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ, chứ dung là chứa đó. Cái bụng lớn có chứa được rất nhiều cái điều mà thiên hạ khó ai chứa nổi. À, rồi lòng từ là cái lòng thương của Ngài, thường bỏ, bỏ những điều khó bỏ ở thế gian. Thì á, Ngài là một cái vị Bồ Tát mà được gọi rằng là Phật tương lai. À, sau khi cái thời chánh pháp của Phật Thích Ca hết rồi thì Ngài thành Phật ở cái cõi Ta Bà này. Thì á, là ở Trung Hoa cái thời đó đó, thì có một cái vị hòa thượng được tuyên truyền là được truyền thuyết nói rằng là hóa thân của Bồ Tát Di Lặc. Thì Ngài đi đâu Ngài cũng xách theo cái túi vải rất là bự. À, cho nên người ta kêu Ngài là Bố Đại Hòa Thượng. À, Bố Đại tức là có cái túi vải, đi đâu cũng là đem theo cái túi vải, ai cho gì cứ bỏ vô cái túi vải đó, rồi gặp mấy đứa nít cái móc ra cho mấy đứa nít. À, một hôm có một thầy đó ở xa cả ngàn dặm là nghe cái đạo đức, cái sự tu hành của Ngài cao thâm, cho nên mới đi đến để mà tìm kiếm Ngài để hỏi đạo với Ngài. Khi đến gặp Ngài đó thì đảnh lễ Ngài bạch với Hòa Thượng, xin Hòa Thượng chỉ cho con cái chỗ cốt lõi quan trọng nhất cái trong sự tu hành là cái gì. Thì nếu lúc đó mà gặp mình chắc mình thao thao bất tuyệt rồi ha, nói lý do lịa hết trơn, nhưng mà Ngài không nói gì hết đó. Ngài đang quải cái túi vải trên vai, Ngài buông cái túi vải xuống, buông xuống. À, thì ngay lúc đó đó thì cái vị tăng này đó là mới thấy gì, mới là thầm nhận được cái ý nghĩa của Ngài nói. Và Ngài thì vị tăng mới hỏi thêm như vậy, rồi con muốn giúp đỡ mọi người, muốn độ chúng sanh, muốn giúp ích mọi người thì phải làm sao? Cái Ngài cúi khum xuống, Ngài lấy cái túi vải, Ngài quải lên, cái cười tè tát cái đi. À, cười ha hả tè tát cái đi. Thì như vậy quý vị có hiểu được Ngài muốn nói gì chưa? Có tỷ Phật Pháp đại diện mà quý vị có buông chưa? Buông chưa? Như vậy là cái chỗ mà gọi là cốt tỷ quan trọng nhất của Phật Pháp là buông xuống. Buông xuống. Mà cái buông ở đây không phải là bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ chồng, bỏ con này nha, đừng hiểu lầm nha. Buông ở đây là buông cái gì? Buông cái tâm cố chấp ở bên trong của mình. Chứ không phải nói tu là cạo đầu vô chùa hết, phải không? Không phải. Buông cái tâm cố chấp ở bên trong. Tại vì sao? Tại vì cái tâm của mình, quý vị biết rằng á, là gọi là cái gì? Nghiệp thức. Tức là cái ý nghĩ của mình nó quen theo một cái khuôn sáo đó, bắt mọi người phải theo cái khuôn đó. À, hồi xưa có anh chàng này, ảnh đi đâu cũng xách theo cái giường hết đó. Anh chàng này đặc biệt đi đâu cũng xách theo cái giường, rồi anh gặp ai là anh bắt nằm trên cái giường đó. Mà nếu cái người nào mà cao dài dư á thì anh chặt chân người ta. À, mà nếu cái người nào á mà lùn, à, thấp thì anh kéo căng cho nó bằng cái giường. À, thì anh chàng này là quý vị thấy anh có vấn đề không? À, nhưng mà lâu lâu coi chừng mình giống ảnh. Cái giường đó là nói cái gì? Cái quan điểm, cái cách nhìn của mình, mình hay gọi là cái tánh tình của mình á. À, cái cách nghĩ của mình, tức là mình nghĩ theo một cái mô tiếp như vậy á, một cái khuôn sáo gì mà đi đâu mình ai cũng phải nghĩ giống vậy thôi nè. Tốt, thích rồi. Nhưng mà nếu chúng ta nghĩ khác thì sao? Không thích. À, vì là sai rồi, không trúng gì mới trúng nè, giống như tu gì mới trúng nè, vì thế không? Thì cái đó là trong đạo gọi là gì? Thành kiến là kiến chấp. Thành kiến là kiến chấp. Cho nên bây giờ chúng ta tu là gì? Là đó, ở trong kinh Đa Hàm Đức Phật nói là cái người mà có trí huệ đó, khi nói với ai điều gì thì thường nói rằng đây là cái cách nghĩ của tôi, đây là cái thấy của tôi. Chứ đừng nói rằng cái này mới trúng à, không phải gì là trật á, làm như vậy nên mới trúng, phải không? Theo ý tôi mới trúng, mà trật ý tôi là sai á. Lâu lâu có bị vậy không? À, nhiều khi á, vợ chồng với nhau mà cự cãi là cũng do cái đó, phải không? À, rồi đó, con cái này kia đó buồn phiền hờn giận cũng do cái điều đó. Thậm chí là đối với cha mẹ cũng vậy đó. À, người lớn hơn mình thì lại có cái cách nghĩ khác,
mình thì có cách nghĩ khác, và những đứa nhỏ có cách nghĩ khác, cho nên mình không chịu mở cái tâm của mình ra để đặt trong đạo gọi là gì, hoán đổi vị trí. Cái này rất là quan trọng. Hoán đổi vị trí tức là mình muốn hiểu người đó, mình phải đặt mình vô cái chỗ người đó, mình phải hiểu. Cũng như đứa con nít nó đang bị bệnh, cháu mình hay con mình nó đang bị bệnh, nó bực mình, nó khó chịu, nó nóng, nó sốt, thì nó phải kêu, phải khóc, nó đâu biết chỗ này trang nghiêm gì đâu mà nó định, nó đau nó cứ kêu khóc thôi nè. Cái mình đã tu quen rồi nha, mình nghiêm túc quen rồi ha. À, thấy thấy vậy cái sao, nhiều người sao rồi mà liếc một cái khóc hoài, la hoài, chỗ là đang tu cái gì, thấy chưa? Thành ra mình không đặt mình vô cái vị trí đâu, mình không thông cảm, mình không thương nó được. Đó là nói một chuyện nhỏ thôi, nhiều chuyện khác cũng vậy. Trong gia đình mà cự cãi với nhau, buồn phiền với nhau, giận dữ với nhau, thậm chí là không cảm thông, rạn nứt này kia nọ, đều là do cái chỗ mà thành kiến cố chấp. Chứ còn á, hồi xưa khi mà mới quen á, lúc mà chưa có thành kiến á, thì đâu có vấn đề gì đâu, phải không? Hồi xưa mà như thế nào, lúc mà mình mới quen với ổng thì sao? Nói đi, nói đi, nói đi nghe. Rồi bây giờ ở chung 5-7 năm rồi, nói hoài, có nhiều đứa nói hoài là mau im giùm cái đi. Không gì thấy không? Hoặc là hồi xưa đó thì coi như là đó, một ngày mà không gặp là chịu không nổi. Rồi bây giờ sống chung nhau 10-20 năm rồi, ra vô gặp hoài chịu cũng không nổi nữa. Bởi vì thấy không? Cho nên tại sao? Tại vì ngày xưa đó khi mà mới quen biết á, là lúc đó, đó là mình á không có cái thành kiến. Không có thành kiến, mình nhìn nhau bằng cái hồn nhiên. Cho nên á mình sống rất là vui. Chính vì thế á, mà chúng ta để ý á, là khi mà mình xóa được cái thành kiến rồi là mình sẽ rất là hoan hỷ. Cho nên buông xuống đó là buông cái cố chấp, buông cái cách nhìn, buông cái quan điểm, thì mình sống rất là hoan hỷ. Buông xuống đó mình sống nhẹ nhàng, an vui. Cho nên nhiều khi mình mới bước vô cổng tỉnh thất, có một cô Phật tử bạn đạo của gặp mình, có A Di Đà Phật, cô cười rất là vui tươi hoan hỷ. Cái mình quay trở lại mình nhịn mặt nhớ, lần trước bà này bà cự mình, bữa nay không thèm dòm, quay mặt chỗ khác. Vì thế không? Thì đó là mình sống với những cái dĩ vãng đã qua, những cái thành kiến đã qua rồi, tuần trước đâu còn nữa đâu. Ngay bây giờ ta đang vui vẻ với mình, ta chào mình, thì mình mỉm cười, mình chào lại cái giống Phật Di Lặc ghê. Vì thế không? Giống Phật Di Lặc là quan hệ như vậy, buông bỏ cái thành kiến, cái cố chấp, những cái đã qua rồi, sống với cái hồn nhiên ở trong hiện tại á, thì mọi người sẽ mến thương. Quý vị nhìn thấy sư cô trụ trì đây không? Tức là tất cả quý Phật tử mà mến thương sư cô là tại sao? Tại vì á là sống ở trong cái sự hồn nhiên quan hệ, cho nên để Phật Di Lặc mà trước là đúng á, phải không? Bước vô đây là quan hệ với hồn nhiên. Thì đó là mình thành nói cái căn bản, cái ý nghĩa của cái chữ buông xuống để quý vị thấy. Rồi bây giờ giác lên. Một thầy đã hỏi ngài vậy chứ, thầy đã hỏi ngài vậy chứ là quý vị thấy hỏi là bây giờ làm sao để giúp ích mọi người thì phải giác lên. Thì á là giác lên đó là để giúp đỡ cho mọi người làm mọi việc, quý vị thấy không? Rồi á, nói là ngào Phật quá khứ là Phật Tỳ Bà Thi, Phật Thi Thí, Phật Tỳ Xá Phù, Phật Câu Lưu Tôn, Phật Na Nào, Phật Ca Diếp là quá khứ, Phật Thích Ca Mâu Ni là Phật hiện tại, và Phật Di Lặc á là khi nào giáo hóa Phật Thích Ca hết rồi không còn cái gì nữa, thậm chí không còn câu Di Đà Phật cũng không ai biết nữa, thì lúc đó đó thì giáo hóa của Đức Phật Di Lặc mới xuất hiện. A Di Đà Phật. Thưa thầy, cho Phật tử còn đặt cái câu hỏi được không thưa thầy? Ai giờ còn câu?
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý thầy, quý sư cô. Hôm nay có chúng con được đầy đủ duyên lành được thầy sư phụ Minh Thành về đây giảng, chúng con xin thành tâm cảm nhận tri ân thầy và cầu chúc cho thầy luôn luôn được phát thể kinh an và chúng sanh dị độ. Hôm nay chúng con có một cái câu hỏi này. Thầy luôn luôn là những ngọn hải đăng để che chở cho chúng con, không chúng con đứng theo. Thì con cũng đã nghe được rất là nhiều đĩa mà bây giờ là cái phương pháp mà trải nghiệm giảng sanh đó thưa thầy. Thì chúng con cũng muốn thưa bạch với thầy là khi mà trải nghiệm vãng sanh đó thì thầy có thể giải thích thêm cho chúng con về biết để trải nghiệm như thế nào để cho cái người đó có thể được tâm thanh tịnh ra đi. Mà hiện tại bây giờ thì có những cái đạo tràng trải nghiệm giảng sanh thì có người nói là để 8 tiếng, có người để 12 tiếng, có người để tới 24 tiếng để thầy cái đó như thế nào thì có thể giải thích thêm. Lại với là trong cái kinh Phật thì chúng con nghe nói 49 ngày thì được cái thành thức nó được đi mà đi đầu thai. Thì theo như cái nhà ngoại cảm Bích Hằng thì con cũng đã nghe thì nói là bây giờ có nhiều người cả ngàn năm vẫn còn ở tại cái nơi mà ra đi. Thì cái đó như thế nào trong kinh Phật mình để giải thích như thế nào để cho chúng con được tường tri thêm để học hỏi thêm từ thầy Đức Phật. Di Đà Phật, kính thưa Phật tử, một Phật tử hỏi về cái phương pháp hộ niệm. Thì xin thưa với Phật tử rằng Minh Thành thì không có chuyên môn về cái phương pháp hộ niệm, nhưng mà cái chỗ mà cốt lõi căn bản thì Minh Thành cũng có chia sẻ trong một cái đĩa là ý nghĩa hộ niệm rất là kỹ, rất là rõ. Thì quý vị nếu mà muốn biết thì coi thêm cái đĩa đó. Và ở đây sẵn tiện cũng là cái nhân viên thầy Như Hạnh là cũng là cái người lập chương trình để Minh Thành đi chia sẻ Phật pháp lần này, và thầy cũng là trưởng ban hộ niệm và có rất là nhiều kinh nghiệm cũng như cái lãnh vực chuyên môn của thầy. Thầy xin mời thầy chia sẻ một chút về cái xin cảm ơn thầy Minh Thành. Thưa về vấn đề hộ niệm trợ niệm đó, như quý vị biết là thời mà thiền mạnh nhất đó, thời cũng là tổ Việt Nam này có vào khoảng 200.000 đệ tử tu theo thiền, nhưng mà tổng kết lại chỉ có 98 vị đắc pháp. Về tu theo tịnh độ thì đối trong cái thời của ngài đi Việt Nam gần đây đó, đệ tử của ngài cũng có vào khoảng 200.000 người, số người mà được vãng sanh là khoảng 500 người thôi. Gần đây thì cái phương pháp hộ niệm trợ niệm nó được phổ thông hơn, và cái số người mà được thành tựu, được vãng sanh. Làm sao mà biết được người đó vãng sanh? Thì tạm thời dựa vào trong một số các yếu tố, hoặc là biết được trước ngày mình ra đi, hoặc là có thấy được ánh sáng Phật quang lúc lâm chung, hoặc là khi lâm chung thì có mùi thơm, hoặc là có thể được vãng sanh dựa vào cái điểm so với hơi nóng, hơi ấm, điểm sau cùng sau 8 tiếng. Tuy nhiên sau 8 tiếng chưa có chắc lắm. Thì có một trường hợp một sư cô ở Đại Ninh vừa mới tịch cách đây 2 tuần. Sư cô lớn tuổi mà khi sư cô lâm chung có một số các sư cô khác tới gọi là hộ niệm trợ niệm, nhưng mà không làm đúng cách. Cùng chú tụng kinh
chứ không có chuyên niệm, không có khai thị. Thành ra sau 9 tiếng thì thăm dò hơi nóng trụ ở bụng. Thưa quý vị, hơi nóng ra sau cùng thì quý có tổ đã dạy rằng đảnh, tức là hơi nóng trên đầu nó đảnh thì thẳng, mà tráng thì thiên, tức về của trời, trên đầu thì là về của thẳng, tức là vạn sanh. Ở ngực thì đầu thai là làm người, ở bụng thì đầu thai là ngạ quỷ. Hơi nóng sau cùng ở gối thì là súc sanh, và nếu hơi nóng ra bằng chân là địa ngục. Thì khi thăm dò hơi nóng của sư cô này thấy ra ở bụng thì là vì sao này vào ngạ quỷ rồi. Anh đây một cái ni sư ở đó là ni sư Thông Hoàng, quay tất cả chúng ở tỉnh Lâm Đồng ni chúng mới lo quá và mới cầu cứu nhờ một cái nhóm chuyên niệm Phật thôi. Mà nhóm niệm Phật này tu ở nhà của một cái cư sĩ tên là Diệu Nguyện, có 12 sư cô tu chuyên niệm Phật ở hai cái ngôi nhà của chị Diệu Nguyện này hỗ trợ. Anh mới đem 8 sư cô qua thay nhau niệm liên tục thêm 20 tiếng nữa, và hơi nóng đã đưa được từ dưới bụng lên tới trên đỉnh đầu, và mặt mày tươi, tay chân sau 19 tiếng đồng với 9 tiếng đầu nữa là gần 30 tiếng. Bình thường khi mình chết đi 3 tiếng thôi này cơ thể đã cứng rồi, mà đằng này 29 tiếng mà cơ thể tay chân cũng mềm mại. Thì đó vừa là cơ thể, vừa là kiểm soát hơi nóng, vừa là thoại tướng niềm niềm cười, thì chứng tỏ là đó là dấu hiệu tốt cho vấn đề bản sản. Riêng ở cái vùng El Monte này đã có cư sĩ chị Loan, Phật danh là Như Ái, ở đây có một người đã từng theo cổ niệm liên tục giúp cho cư sĩ Như Ái. Xin mời cô Lâm Mỹ Linh vui lòng chia sẻ. Mà chị Linh, thì đến mà trường kỳ thì qua cũng biết. Di Đà Phật, thầy. Cái này là cái thường là con đi hội niệm là người ta đã lâm chung hoặc là ở trong coma và mê rồi. Chỉ có trường hợp này đặc biệt, lần đầu tiên con đi là cái chị này, chị bị ung thư. Mới đầu thì chị cái ruột, chị có bú. Cái ở đây người ta cắt một khúc ruột. Rồi xong cái chừng mấy tuần sau thì nói chỉ là qua ung thư bao tử. Cái xong rồi đi khám ung thư bao tử, rồi xong nói bây giờ qua, nó qua gan, ung thư gan. Rồi cái đi tới tiếp tục đi follow up á, thì nói giờ nói qua xương, ung thư xương. Rồi cái bác sĩ bao tử thì cho chị uống tạm thời thuốc bao tử, rồi chuyển qua cái ung thư của USC, bệnh viện USC. Rồi chị này chỉ nói thôi mới vừa mổ cái ruột, rồi giờ ba cái loại ung thư nữa, rồi uống thuốc chắc là chết luôn mà nó cũng không hết nữa. Xong chị nhất định, chị có hai đứa con thì nhất định nói với đứa con thôi giờ má không có muốn uống gì hết, má muốn niệm Phật để nếu là cái mạng chưa có hết á thì sẽ khỏe, còn cái mạng hết thì sẽ về Tây Phương. Thì hai đứa con nó cũng chưa có hiểu, nhưng mà nó nói thôi vậy mẹ muốn vậy cũng được, sao nên chị gọi tụi con, chị nói giờ giúp cho chị đi, giờ chị sẽ không uống thuốc gì hết mà chị niệm Phật tới khi nào mà vãng sanh thì thôi, hoặc là hết bệnh thì hết bệnh. Nhưng mà chị nói chị không có cầu hết bệnh, chị niệm A Di Đà Phật, xin A Di Đà Phật cho chị được vãng sanh đi, chị không muốn hết bệnh. Thì chị nói cái ta bà này chị mệt quá rồi, chị thấy không có vui vẻ gì hết, chị chán quá, rồi chị nói sẵn cái cơ hội này á, nan y như vậy á thì chị có thể buông hết. Trước khi mà cái bệnh này chị nói chị khó buông lắm. Dạ, rồi xong cái
tụi con hộ niệm cho chị trợ niệm lúc còn sống, trợ niệm 1.5 tháng. Chị mới đầu những cái đầu tiên thì chị rất là đau, cho bác sĩ cho chị một viên rồi chị uống, chị thấy chị buồn ngủ quá, chị nói thôi chị không muốn uống, chị không muốn chích, chị không muốn gì hết, chị muốn chị tỉnh táo để được vãng sanh. Thì chị nói thôi chị giúp chị đi, tụi con giúp chị từ sáng đến 7 giờ tối. Thì buổi tối tụi con về, thì chị nói khi mà tụi con về chị rất là đau, để mất cái câu A Di Đà Phật một mình chị thì niệm không nổi. Cho nên chị nói tụi con những cái thời gian sau thay người ở với chị buổi tối luôn đi, thì chị nói cái câu A Di Đà Phật nó giúp cho chị những lúc chị đau, chị dịnh những cái tay chỗ đau chị niệm A Di Đà Phật chị rất là đớt đau, chị không có uống thuốc gì hết. Thì tới khi mà hai ngày xong bác sĩ đợi, bác sĩ sẽ nói là chị này gần chết rồi, chỉ còn mấy ngày nữa nhưng mà sẽ đau dữ dội lắm, tại vì cái ung thư xương nó vô là rất là đau. Nhưng mà cái đau của chị tới lúc mà chị vãng sanh á thì không có đau nhiều như những cái ca mà mình coi ở Việt Nam mà gửi qua đó. Chị rất là tự tại, đỡ chị cái đầu chỉ lên một chút á, chỉ nhìn Tây Phương Tam Thánh, chị đi một chút là cỡ khoảng 1-2 tiếng sau là thấy nở nụ cười, đi rất là an lạc. Con không có uống một cái thuốc đau nào hết, 1.5 tháng gặp chị như vậy á. Thì đó là những kinh nghiệm của quý thầy, quý Phật tử. Ở đây Thanh Thành muốn nhấn mạnh một cái điểm này. Xin thưa quý Phật tử, thì Minh Thành chú trọng cái hiện tại khi mình tu nhiều hơn. Bởi vì sao? Bởi vì ngay cái lúc mà mình niệm Phật mà mình có được cái sự an lạc chánh niệm, thì cái lúc mình gặp cái chuyện buồn bực mình mới giữ được chánh niệm. Và lúc mình gặp chuyện buồn bực mình giữ được chánh niệm trong cái câu niệm Phật, thì khi mình gặp nghịch cảnh chướng duyên nó tới mình vẫn giữ được chánh niệm. Mà nghịch cảnh chướng duyên mình giữ được chánh niệm thì tới cái bệnh khổ đối đầu trước sanh tử mình sẽ giữ được chánh niệm. Và bệnh khổ đối đầu sanh tử mình giữ được chánh niệm thì nhất định mình được giảng sanh. Cho nên là thường thường là chư tổ nói rằng là rất sợ lâm chung nghiệp thức mê, chưa thành chánh định lưỡi giường tê, tính nguyện hàng ngày không chuyên thiết, đâu sẵn tư lương lúc trở về. Tức là mình muốn được cái sự giáng sanh, mình muốn được cái sự mà chánh niệm lúc ra đi, thì cái tư lương, cái hành trang trong hàng ngày, cái tính nguyện của mình phải vững, và cái sự hành trì của mình phải có được kết quả ngay lúc mình niệm Phật. Mình cảm thấy được cái sự mà là tỉnh sáng, cảm nhận được cái sự an lạc trong cái lúc mình niệm Phật, phải không? Chứ còn nếu như ngay lúc niệm mà mình không có thấy an lạc, không thấy hạnh phúc, niệm để cho nó xong thời khóa thôi, thì như vậy nó sẽ không có sanh ra cái năng lực, nó không có niệm lực. Giống như giờ quý vị hết điện thoại rồi sạc pin, ghim vô thì sáng mai sao? Sáng mai phải đầy pin, phải không? Khi mình cần điện cho ai mình bấm lên cái nửa vòng trái đất cũng nghe được, nó mới thông. Thì khi mình tu giống như mình sạc pin, giống như mình nạp cái nguồn năng lượng. Chính vì thế mà Minh Thành không quan trọng nhiều khi cái lúc mà mình chết, mà quan trọng ngay lúc bây giờ mình có chánh niệm được, mình gặp tham sân si, gặp chuyện bực, gặp chuyện tức, gặp những cái chuyện phiền não tới, cái câu niệm Phật của mình có quá giải được hay không. Nếu bây giờ mình chánh niệm ngày hôm nay thì ngày mai mình chánh niệm, ngày mai mình chánh niệm thì tháng sau mình chánh niệm, tháng sau mình chánh niệm thì năm sau mình chánh niệm, năm sau mình chánh niệm thì 3 năm sau mình chánh niệm càng lớn hơn, và 3 năm sau mình chánh niệm càng lớn thì 10 năm sau cái chánh niệm mình càng tăng trưởng, và 10 năm sau chánh niệm mình càng tăng trưởng, thì 20-30 năm sau, thậm chí đến lúc mình chuẩn bị ra đi thì chánh niệm của mình viên mãn. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Kính xin quý đại chúng chúng ta cùng quỳ lên để có một bài đôi lời cảm tạ giảng sư và chúng ta. Trước hết chúng ta chúng con xin một tràng pháo tay để đón mừng hai vị tỳ kheo tăng và đi vừa tới, rất là tốt đẹp.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chư tổ thường dạy, đọc tụng kinh thì phải được ý mà quên lời. Cần thấu rõ cái ý chứ chẳng dựa vào lời nói và văn tự. Kính bạch Đức Giảng Sư, quý tăng ni và đại chúng có mặt ngày hôm nay. Hôm nay lại được thầy Giảng Sư từ bi khai ngộ, từng bước chỉ dẫn cho chúng ta pháp môn niệm Phật vãng sanh. Hàng Phật tử của chúng con đã thông rõ đạo lý con đường thoát khổ, hãy dừng nghiệp tu sửa những sai lầm chấp trước, tâm hạnh và chân thật, tất sạch ba nghiệp và sáu căn. Thầy cũng khuyên nhủ chúng con phải giữ giới, phát lòng từ bi thì tốt phải thành kính, dùng hết tâm lực. Tu hành như thế mới gọi là dùng hết công năng bạn. Chúng con xin tri ân Ngài đã từ bi tới từ xa để giảng dạy chúng con bài pháp thật ý nghĩa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin quý lại xin thọ nhận của chúng con ban lễ cúng dường để cảm tạ A Di Đà Phật. Nam mô Nam mô Ami Tho Pho, Nam mô
mô Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Nam mô A Di Đà Phật. Namo Namo Amitabha.